cái nắng, cái gió của vùng đất Phan Rang đã đưa chúng tôi đến với làng gốm Bầu Trúc, một làng gốm cổ xưa nhất Đông Nam Á. Nơi đây còn được biết đến như một bảo tàng mang đặc tính gốm truyền thống của dân tộc Chăm. Khi đặt chân đến nơi này, ta có thể thấy gốm hiện hữu ở khắp mọi nơi. Các sản phẩm gốm được bày la liệt ngay trên hai ven đường dẫn vào làng, trên những khoảng đất trống, trước những ngôi nhà tạo nên một cảnh quan rất riêng chỉ có thể thấy ở Bầu Trúc. Chúng tôi đi khắp làng, đâu đâu cũng thấy những bàn tay cần mẫn trên khuôn đất. Những đôi bàn tay tài hoa bén chặt vào từng dẻo đất vàng nâu, âu yếm, say mê và nâng niu đất như đứa con của mình. Bản thân họ cũng không biết rằng mình yêu đất, yêu gốm, yêu lửa đến chừng ấy. Bởi họ cứ hồn nhiên sống và gắn bó với nghề, như thể sinh ra để làm gốm và vui buồn với gốm. Để có được những sản phẩm gốm độc đáo có chất lượng cao, điều đầu tiên ta cần phải nhắc tới chính là nguyên liệu. Và dường như ông trời ưu ái cho con người Bầu Trúc khi đã dành sẵn cho cư dân nơi đây kho báu để khai sinh và nuôi sống nghề gốm. Đó là mỏ đất, mỏ cát riêng biệt. Tìm hiểu thêm về mỏ cát nơi này, đoàn làm phim chúng tôi đã tìm đến Hợp tác xã Gốm Chăm Bầu Trúc. Tiếp chúng tôi là ông Lộ Khui, phó chủ nhiệm Hợp tác xã, ông cho biết. Về nguyên liệu đất sét mà làm gốm Bầu Trúc là sản xuất á, là cách cái làng là khoảng 2 cây số. Đây là vùng lấy nguyên liệu đất sét để về làm gốm, và vùng nguyên liệu nó nằm ở ngoài đồng ruộng sát sông Vào. Làng gốm Bầu Trúc nằm trong vùng lòng chảo, thiên nhiên ưu đãi nơi đây có mỏ đất sét mịn màng. Người ta lấy đất để làm gốm nhiều như thế, nhưng mỏ đất chẳng khi nào cạn kiệt, bởi nó được phù sa sông Qua bồi đắp, để rồi mùa đến trồng trọt, ta lại thấy một cánh đồng lúa xanh rờn và bằng phẳng như biết bao cánh đồng khác. Người dân nơi đây rất đỗi tự hào về hiện tượng đất mọc đất này, và đây cũng chính là một điều kỳ diệu mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất Bầu Trúc, con người Bầu Trúc bao đời nay. Đất lấy lên chưa thể sử dụng ngay, phải đem về phơi nắng cho khô, rồi còn cần có cát để kết hợp với đất. Cát không phải ở đâu cũng dùng được, mà là cát mịn của con sông La còn tươi nguyên không tạp chất. Ta có thể dễ dàng nhận ra việc nhào trộn đất là công việc khá nặng nhọc, nhưng tất cả đều được làm thủ công mà không có bất cứ một thứ máy móc nào hỗ trợ. Đôi bàn tay gầy đen lấm lem đất của người nghệ nhân tài hoa, vê nhịp nhàng thoăn thoắt cùng những bước chân xoay tròn trên trụ đá đã biến khối đất sét mềm mịn chuyển thành một khối hình rỗng tròn trịa. Bầu Trúc nguyên có tên gốc Chăm là Palay Hamuchok, nghĩa là làng trũng. Nghề làm gốm do vợ chồng ông Po Klong Chanh khởi tạo và dạy cho phụ nữ Chăm từ thời xa xưa. Để tưởng nhớ công ơn của tổ nghề, bà con đã lập đền thờ, tổ chức cúng tế vào dịp lễ hội KT hàng năm. Cửa đóng im lìm dường như ngôi đền chưa sẵn sàng chào đón khách viếng thăm. Mong muốn được vào ghi hình nên chúng tôi tìm đến nhà bí thư xã, và tại đây người canh giữ đền cho biết. Cái phong tục á, là mở cửa của ngày á, đền á, thì phải nói đúng cái tháng này. Bây giờ tháng này là còn hết tháng này á, một tháng này nữa, qua tháng sau mới cái đền. Mở là một năm là 3 lần của đền của ông Chanh này. Là trong đó là lúc mở là mở ra là có mấy cái ông thầy mở làm cúng. Cúng là đền của ông Chanh là cúng với một con dê. Mấy các chú mà đầu tư cúng cho tôi mở tôi cũng không dám nữa. Đó. Vậy là không thể thăm đền, bởi ngôi đền thờ kia chỉ mở vào ngày giờ nhất định với những nghi lễ nhất định đã được dân làng truyền lại từ nhiều đời. Có thể nói rằng là nhờ lễ hội Chăm, nhờ quan niệm và tín ngưỡng và cái quan niệm tâm linh của họ, cho nên là cái sự bảo tồn nó bền vững hơn. Chính lễ hội rồi cái quan niệm, đặc biệt là cái quan niệm trong lễ hội, người ta cúng ai, cúng cái gì, cúng bằng cái gì, văn cúng như thế nào, và nếu mà anh không làm thì sẽ bị cái gì. Thì tất cả những cái này nhờ cái quan niệm và cái đời sống tâm linh, nó là cái môi trường bảo tồn về văn hóa dân tộc rất là tốt. Để hiểu rõ hơn về các công đoạn tạo tác của sản phẩm gốm, chúng tôi tìm đến nhà bà Đàng Thị Lực, một cư dân, một nghệ nhân của làng gốm Bầu Trúc. Dường như những tinh hoa tâm huyết của bà đều dồn vào đôi bàn tay khéo léo này, bà tâm sự. Rồi lúc đó khoảng 15 tuổi đó
là bắt đầu mẹ dạy nó, làm nó, làm nó tròn có, méo có, làm không được cũng ráng làm cho bằng được, mà trong lúc làm không được thì mẹ la, bằng đêm ngủ không được đâu, trông cho mau sáng mà để mà dạy làm cho bằng được, thôi cho mẹ la. Rồi làm cá, tập làm cá một năm trường mới làm được. Một điều đặc biệt là nước chứa trong các lu khảm nơi đây luôn mát dù nhiệt độ bên ngoài khá cao. Chúng tôi đã kiểm chứng bằng nhiệt độ và quả thật nhiệt độ trong lu thấp hơn gần 10 độ so với bên ngoài. Thế mới biết gốm Bầu Trúc đặc biệt thật và khó có nơi nào có thể có được. Làng nghề gốm cổ Bầu Trúc ngày nay không còn đơn sơ với những chiếc lu, hũ hay những cái bếp lò đơn giản như xưa. Người Chăm với đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo phong phú đã đưa gốm Chăm trở thành những tác phẩm nghệ thuật. Nhìn những hoa văn đã chạm khắc trên sản phẩm gốm Bầu Trúc, có lẽ ai cũng phải thốt lên sự thán phục trước vẻ đẹp, sự tinh tế hài hòa của nó. Nhưng ít ai biết được rằng những hoa văn ấy được làm từ những dụng cụ gì và làm như thế nào. Nét đặc trưng và riêng biệt của gốm Bầu Trúc so với gốm nơi khác đó là hoa văn trên những sản phẩm gốm được tạo hình bằng những dụng cụ đơn giản, đến nỗi ai chưa tận mắt chứng kiến thì sẽ tưởng đó là những thứ đồ chơi hư cũ bỏ đi. Những chiếc bánh xe, cây gậy, chiếc lá, vỏ sò, vỏ ốc qua bàn tay tài hoa của những người thợ. Những bông hoa, đồi núi, cây cối, sóng biển dần hiện lên mang những nét đẹp rất riêng, vừa dịu dàng như một cô gái Chăm, vừa mạnh mẽ sừng sững như những ngọn tháp của vùng đất này. Rồi bắt đầu đưa với năm 2000 bước sang qua cái nghề mỹ nghệ này. Rồi cái cô Nhất Chi Lan vô đây là coi cô Nhất Chi Lan đặt một cặp bình coi như là 2 mét. Xong cái cặp bình nó coi như suông. Rồi từ năm đó tới năm nay là từ cái tri truyền làm cái nghề này. So với chiếc bình đã thực hiện thì lần này quả là một thử thách không nhỏ đối với bà Lực. Chiều cao kỷ lục hơn 2 mét của chiếc bình cùng với hoa văn họa tiết chạm trổ tinh xảo càng thể hiện rõ sự nỗ lực vượt bậc của người phụ nữ Chăm tài hoa này. Theo ông Hoàng Gia Thuận, người đang nắm giữ kỷ lục UNESCO Việt Nam về chiếc bình cao nhất, là một nhà điêu khắc chuyên nghiệp nên ông nhận thức rất rõ về những khó khăn khi thực hiện chiếc bình này. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ chân tình của ông. Tôi được biết bà Đàn Thị Lực ở đây là người đã từng làm cái gốm Chăm này, cái bình lớn. Và tôi cũng đã hợp tác với bà làm cái tượng này, được thế này. Nhưng mà cái tượng lớn này đó, nó khó khăn lắm. Bởi vì cả làng này không có chỗ nào mà làm được. Thì thường thường mấy người làm tới thứ hai là cùng, không có làm lớn hơn nữa. Trước khi trong làng này đó là lần đầu tiên nhất nó là chỉ mình tôi dám nhận một cặp bình 2 mét. Bởi vậy trong làng này nói, có lực thì dám nhận cái hàng này, đối với tôi là tôi không dám nhận cái hàng này đâu. Cùng phối hợp nhịp nhàng với bà Lực trong từng công đoạn và bằng góc nhìn của một nhà điêu khắc, ông đã phân tích những khó khăn trong quá trình thực hiện chiếc bình này. Bởi vì đây là làm thủ công, không có khuôn. Bởi làm từ giai đoạn, làm tới đây rồi để cho nó hơi xe xe lại, rồi mới tiếp tục làm. Nếu mà mình ráng mà làm nó, cái đất nó sẽ sụm hay nó nghiêng ngửa. Bởi vì đất nó còn mềm đó, thành ra nó rất là khó khăn. Bữa nay đó là cái kết quả của chúng tôi đó là gọi là 80% rồi. Tôi đang tính làm cái lò nhỏ nhỏ đó mình nung lên cái này, chế biến ra để nung cái bình cao này, cho mình nung nằm y với cái lò đồ nhỏ nhỏ là không có được. Đang khi nghĩ làm này, tính nung này cho nó thành công này. Ngày nay việc nung những chiếc bình không còn đơn thuần là hoàn tất các sản phẩm. Người Bầu Trúc đã biến nó thành một ngày hội và cũng chính nhờ văn hóa lễ hội này đã góp phần gìn giữ một làng gốm cổ nhất Đông Nam Á, làng gốm cổ Bầu Trúc.